quá đã. Bộ phim kinh dị duy nhất trong năm 2022 khiến tôi hưng phấn chính là bộ phim Indo Nô Lệ của Quỷ 2. Gần đây bộ phim Smile nổi lên nhờ PG bẩn. So với bộ phim này đúng là mỗi đốt cột điện. Xem xong bộ phim, tôi đảm bảo cả đời này bạn mà đi thang máy cũng bắt giác dựng tóc gáy. Vì sao lại khẳng định chắc chắn như vậy? Xin hãy nhìn cô gái đang đợi thang máy này. Cô không cẩn thận làm rơi vãi tiền xu ra đất, không ít đồng xu lăn vào khe dưới cửa thang máy. Số tầng càng lên cao thì số người vào thang máy càng nhiều. Ma Oani xinh đẹp trắng trẻo, chú ý đến một người đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến tầng 8 lập tức ra khỏi thang máy. Thang máy lên tầng cao nhất đột nhiên rung lắc mỗi hồi. Đúng vào lúc này cửa thang máy của tầng 1 lại mở ra. Bốn đứa trẻ nhìn thấy trên đất toàn là đồng xu, lập tức nhảy vào trong hớn hở nhặt lại. Còn bên này thang máy bắt đầu rung lắc trở lại. Họ cậy mở cửa thang máy ra phát hiện thang máy đang kẹt ở giữa. Khi Ba Ha đẩy con trai ra khỏi thang máy, những người còn lại như phát điên, cũng muốn liều mạng thoát khỏi không gian chật hẹp này. Mẹ ơi! Nghe thấy trên đầu có chấn động, Damina dự cảm sắp xảy ra chuyện, vội vàng bò ra vứt cả đồng xu. Nhưng ba đứa bạn của cô bé kiểu gì cũng không chịu ra ngoài. Damina tuyệt vọng đứng trước cửa thang máy gọi tên của các bạn. Sau đó giây tiếp theo, cả người cô bé bị hất đẩy siro, biến thành màu đen trắng. Sự cố thang máy rơi này, ba đứa bé gái chết không toàn thây. Còn về thi thể của mấy người còn lại cũng chắp chắp vá vá, mới có thể miễn cưỡng khâu thành hình người, đặt trong nhà để người thân tỏ lòng kính trọng. Nhưng họ không ngờ rằng, nguyên nhân tạo thành thảm kịch vốn không phải là thang máy có vấn đề, mà là từ sự kêu gọi của Satan. Năm 1955 vào 29 năm về trước, khi chung cư chưa được xây dựng, nơi này còn là nghĩa trang Mandaza, trừ bộ công còn có một cung thiên văn vẳng vẻ. Phóng viên Bill Dimon được cảnh sát đưa đến đây, vừa vào đã thấy mấy trăm chiếc bao hình người, có trật tự cong người cúi mình, đầu đều cúi xuống cùng một hướng. Ustas nói với Bill Dimon, dựa vào dấu chân trên đất suy đoán, những người trong bao này đều tự mình đào bộ chui ra, bò vào cung thiên văn. Trong khung ảnh họ quỳ lại tập thể kia, là một người phụ nữ mặc đồ trắng. Bà ta rốt cuộc là ai? Tuyệt đối đừng vào ở chung cư cải tạo từ nghĩa trang. Rimi nhà ở tầng 8 đi đổ rác, phát hiện không mở được cửa đổ rác, liền đi xuống tầng 7 âm u. Tầng này đều là người già ở, nụ cười của ai trông cũng rất hiền hậu. Nhìn đến nỗi lưng cô lạnh toát, cô muốn mau chóng đổ rác rồi chạy. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, những người đó ai cũng đứng ở cửa nhìn chằm chằm Rimi. Sau đó chẳng nói chẳng rằng lại quay về phòng. Rimi hoang mang vừa đi vừa nhìn, người già trong phòng dường như đều biến thành người khác. Lúc này Ian ở tầng 8 cũng định đi đổ rác, phát hiện cửa ống đổ rác bị kẹt, thất vọng liền quay đầu rời đi. Đột nhiên phụt một tiếng, cửa mở ra, Ian vứt túi rác vào trong, nhưng không nghe thấy tiếng vọng. Cậu tò mò thò đầu vào xem, phát hiện ống rác bị thứ gì đó làm tắc. Sức mạnh vô hình kéo lấy Ian, kéo cậu vào bóng tối, đồng thời một giọng nói trầm thấp vẫy gọi cậu. Nóng quá, thả tôi ra. Đây không phải là ảo giác của một mình Ian. Sau sự cố thang máy rơi, khiến người mấy người chết, chuyện lạ càng ngày càng nhiều càng thường xuyên hơn. Ma Oani sống ở phòng 919, nhận máy ghi âm đã sửa xong từ tay Tony. Lúc đang nghe nhạc ở radio, dần dần âm thanh thay đổi. Một cô bé tự xưng là Tari than khóc. Mẹ ơi, mộ của con chật quá, họ đều đang bắt nạt con giày vò con. Tiếng nói tự dưng dừng lại, Ma Oani sợ đến bay màu. Cô bảo Tony vứt thứ đáng sợ này đi. Đúng vào lúc này đèn điện tắt ngấm, mưa to gió lớn dẫn đến mất điện. Cả tòa chung cư trở nên yên ắng âm u như nghĩa địa. Tony mò mẫm đi xuống lầu, nửa đường gặp được nhân viên quản lý chú cha. Chú cha nói rằng ông phải kiểm tra người chết ở mỗi tầng, cần Tony giúp đỡ. Không phải chứ ông chú, nửa đêm nửa hôm đèn tắt lửa không thế này, ông đi tuần tra người chết không phải là ăn no dựng mỡ à? Không ngờ Tony nở nụ cười quỷ dị, thế mà đồng ý luôn. Hai người đến một hộ gia đình, trong phòng khách có thi thể của hai người già, dưới ánh đèn pin chiếu xuống còn kinh khủng hơn nhà ma trăm lần. Điều kích thích hơn còn ở đằng sau, chú cha nói thời gian cấp bách, cần phải chia thành hai đường, nhưng trong tay ông chỉ có một chiếc đèn pin. Những tầng còn lại, cần Tony cầm diêm đi kiểm tra, để không bị người khác khinh thường. Tony dùng hết dũng khí, vừa bật diêm, vừa mở cửa phòng 1303 ra, mượn ánh lửa yếu ớt. Tony dường như nhìn thấy, thi thể vốn bất động, động đậy, nhưng đây vẫn chưa phải là điều kích thích nhất. Phía sau sẽ dẫn bạn đi xem thứ Rimi nhìn thấy, người nào nhát gan thì đề nghị, mau chóng túm lấy bạn thân hoặc anh em bên cạnh, tôi dám chắc đây tuyệt đối là thời khắc kinh hoàng. Không ai dám nhìn trong Nô Lệ của Quỷ 2. Thiếu nữ Ma Oani vừa nâng vải trắng lên, căn phòng trống trải đột nhiên chật cứng người. Cô bị dọa mất mật, đâm đầu vào lòng Tony. Thế là đồng thời, Damina nghe thấy tiếng bạn gọi ở bên ngoài. Cô bé cầm đèn dầu đi ra hành lang. Trong chốc lát, cô bé nhìn thấy ba người bạn đã mất, dọa Damina sợ vỡ mật, quăng luôn đèn mà chạy. Nhưng cửa nhà lại khóa chặt, làm thế nào cũng không mở được. Cô gọi tên của mẹ mình, lại nhìn thấy bóng mẹ từ đi di chuyển trong thang máy. Bất chi bất giác, Damina như bị trúng tà, lắc lư đi theo đến cửa thang máy. Khi bật que diêm lên, Damina phát hiện mình đã rơi vào địa ngục. Những người còn sống khác chỉ có Rini và mấy người Tony. Họ ở trong một căn phòng thần bí, phát hiện bí mật đáng sợ của tòa chung cư này.
nơi này từng là một nghĩa địa công cộng. Sau năm 1955 bắt đầu cải tạo thành chung cư, một người phụ nữ tên là Lani dường như có sức mạnh của Satan. Vào 0 giờ sáng ngày 17 tháng 4 hàng năm đều là ngày bà kêu gọi người sống ngày hiến tế. Theo sự nhích kim đến 12 giờ, những người chết được bọc túi trắng kia. Một giây trước vẫn yên tĩnh nằm đó, một giây sau đã cạnh một tiếng ngồi thẳng dậy. Ma Oani muốn bỏ chạy, dẫn theo Batara xuống tầng 1, bị cảnh trước mắt làm đứng hình. Do mưa to khiến tầng dưới đã bị ngập, thêm vào dây điện bị rò rỉ, muốn bơi ra ngoài, kiểu gì cũng bị điện giật đến chết. Để chứng minh bản thân không phải là tên yếu đuối, Batara đu lên ống nước, rất chi là điệu nghệ. Thấy Ma Oani bỏ mặc mình quay lên lầu, Batara cũng vội vàng đuổi theo. Ai ngờ khúc cua gặp phải một cô gái mặc váy trắng. Nửa đêm nửa hôm, cô còn chơi cosplay cô dâu làm gì? Batara đưa tay ra tóm, cô gái biến mất không thấy đâu nữa. Batara tức quá cầm lấy chiếc váy vứt vào nước, kết quả chiếc váy như áo choàng của Dr. Strange bay lên đầu Batara. Chúng anh kín đầu. Trong lúc sợ hãi cực độ, Batara không đứng vững ngã về phía sau. Thế này thì thôi, thế là thôi rồi. Số phận của Ma Oani càng thảm. Trên đường chạy quay về, gặp phải chú cha đã biến dị, cũng không biết nghĩ thế nào. Cô ấy lại chống vào đường ống vứt rác, trong lúc rơi xuống cực nhanh, Ma Oani trong tạo hình chữ nhất kỳ dị xé toạc cả người ra. Còn lại đám Rini, Tony trong lúc chạy trốn bị một gậy đập ngất tại chỗ. Sau khi tỉnh lại thì tận mắt chứng kiến nghi thức bữa ăn thần thánh của Satan. Thôi xong, nhìn Tony bị trói, thế này thì xin là xin vĩnh biệt cụ. Nói thì chậm đến thì nhanh, Bill Demon nổ súng giết tới, giơ thánh khí lên dí thẳng vào mặt Lami. Ác linh lùi đi. Thì ra Bill Demon vào năm 1955 sau khi chụp ảnh thì vẫn luôn âm thầm điều tra. Ông dùng thuyền cứu 6 người còn sống ra, nói ra thân thế của Lami. Lami là tín đồ tà giáo còn sót lại, cha của Rini là một cảnh sát. Năm 1955 vì điều tra về vụ án tà giáo Jaminom, bảo mẹ của Rini gia nhập tà giáo, kết quả gặp phải phản vệ. Hiện giờ có một âm mưu to lớn hơn đang được xúc tiến, muốn làm rõ đầu đuôi đoạn lịch sử này trong bộ phim, các vị phải xem lại Nô lệ của quỷ năm 2017, mà bộ phim này do có nhiều cảnh phim rùng rợn, nếu miêu tả ra thì cực kỳ khó. Kiến nghị ai hứng thú thì đi xem phim gốc mới có thể trải nghiệm 100% cảm giác kích thích. Vẫn câu nói cũ, video kỳ sau vẫn cực kỳ đặc sắc, chúng ta không gặp không về.